hùng vương lạc biệt là đây. Chống thăm cờ mở tung bay giữa trời.
Nghiệp đi đây. Yeah.
đáng thương. Cũng chỉ vì tội không chịu chấp hành những trình luật giao thông. Thế mọi người thấy không? Nếu tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông thì chắc chắn không xảy ra tai nạn thương tâm và đáng thương như thế này.